Chàng ơi, chàng ơi, giờ hai đứa con làm cái gì vậy? Lấy cưa ra làm cái gì? Ủa sao con mở gì vậy tưởng? Trời ơi trời, mày còn nghe lời nó nữa thiệt rồi. Chàng ơi, Chí ơi, mày coi vô đây nè. Chàng ơi, đây nè. Coi nè, quay nè. Chết rồi. Coi đi qua đây nó sửa xe rồi nè. Trời ơi, gắn lại tụt ơi, sao con tự nhiên con đi gắn lại cho em? Cái này ra nữa mới lấy muông tơ được, lấy dặn ra. Không có được, cái xe để chạy mà lấy muông tơ cái gì? Thôi là chàng ơi. Thôi. Trời ơi, gỡ rồi con gỡ gì rồi nó hư cái xe còn sao? Trời ơi trời, bữa nay chuột nó thêm có thêm bạn đồng hành nữa đó, nó gỡ xe nó bắn dây chai luôn rồi. Cái nhà ơi, coi kìa. Trời ơi trời, băng cái xe của chị hai gọi chuột. Sô cô la ơi, chuột ơi. Con gỡ như vậy rồi làm sao cái muông tơ này con để chạy cái bánh xe chứ con gỡ cái bánh xe ra gì? Ông nội mẹ ơi đây nè. Ai biết? Con gỡ cái xe này ra muốn con gỡ cái bánh ra rồi lấy gì coi chạy. Xe lì quá là lì bán ra chạy luôn vậy. Xe lì mày chạy bánh đó chứ xe nào mà nó lì. Thôi đừng cắn đi con, nó ngực được. Đừng ăn. Bên đây nè. Hai ông coi nè, cái xe ta gì nó đi qua nó gỡ cái xe luôn, cái xe ta đương chạy đó, cái xe này giờ sạc pin còn chạy được đó mà giờ nó làm gì đó, cả nhà nó nói cái xe nó lì, xe hư. Gỡ đi bán về chạy, cắn vô. Không có được mở nữa. Mở rồi lấy gì chạy, chạy ơi chạy, cái xe người ta để chạy. Ông trời ơi. Hai ông trời con. Mà hư rồi. Hư đâu mà hư. Mới hết pin rồi nó lấy gì vậy? Thì nó hết pin thôi chứ nó làm gì nó hư. Còn cái con đâu nữa, còn cái nắp đâu nữa, còn cái gán đâu. Đây nè, đây nè. Trời, nó kiếm được con vít này rồi đó hả? Vít này đâu ra vậy? Hả? Ừ, hãy cho mấy niệm chắc nó chứ. Đó, sàn ơi. Phải cái này vô đây không? Phải. Tiệm cái tôi sợ luôn rồi. Nút kem ăn. Nút kem ăn đi. Trời ơi, nó qua. Nó gỡ bánh xe của bà gì vậy? Dì hai luôn rồi. Rồi, rồi đừng cứ gỡ nữa nha. Còn gì nữa không mà sao nó sụp sụp vậy ta? Đây ơi, mày còn gì? Này sao nó sụp sụp vậy nè, đó. Rồi đừng cứ gỡ nữa nha. Rồi con gỡ rồi sao mà chạy được? Cái này nó kéo lên cái chuột. Bữa nay nó có bạn đồng hành ở đây, được em nè, được em với quê lên nó quậy gì nè. Không cần, không cần mẹ. Không cần mẹ nghe, nhớ nha. Nhớ nha. Thì nãy giờ chơi chơi gì rồi, con có gì đồ chơi đâu, lấy vào đồ chơi kia chơi đi, con đừng có sửa xe nữa. Hả? Ok. Cái xe đồ chơi. Đồ chơi thì có ra nữa. Mà không 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 phải đi đem xe ra sửa, đem bóc vít ra sửa. Nó chưa thấy cái máy bắn của anh nữa đó. Phải mà nó thấy cái máy bắn anh đâu đây rồi, đem dẹp cái gì đó. Không ngại cái nhà này có ngon chuột à. Là cái máy bắn nó lại lấy nó bắn nó phá liên tục. Bây giờ chưa. Ông chưa thấy bây giờ nè. Ông chưa thấy, ông thấy là gọi đi gỡ gỡ nhà chúng hai luôn. Cái này giờ nghe nói tới máy bắn là chạy đi phá nữa nè. Đó. Rồi đi kiếm máy bắn rồi phải không? Đó. Kìa. Con diều mà giờ này không có thả được con đừng có quậy nữa. Giờ này không có thả diều. Rồi con trèo lên đó con làm gì? Lấy máy bắn làm chi? Sửa xe thôi khỏi không mượn. Kìa, trèo được lấy máy bắn nó nghe nói rồi đó. Đi mở cửa cái cho sáng không đại anh không đẩy cái quạt cho nó vô gốc lên. Cho nó chấm. Ông cậu không được sao không bắt quạt con? Không được đâu. Không được. Kìa, yeah, đây, đây. Thủ phạm, đó, thủ phạm đó, đó. Lấy gì nữa vậy? Lấy gì nữa vậy? Đây nè. Anh gỡ cái đầu vít ra nghe. Nó lấy xuống anh phải gỡ cái đầu vít ra nghe. Đó. Đó. Đi đi, đi nha. Ê, ốc chích đừng có lấy, bỏ ốc chích lên, bỏ cái đồ ốc chích lên. Rồi xong, đầy nhà luôn. Cái gì? Rớt ba cái ốc chích. Chết rồi, cha đánh rồi. Chết rồi, cha đánh rồi. Chết rồi. Chết rồi. Lụm lên liền, lụm lên để không ai cha đánh. Anh xã con đâu sô-cô-la đó. Không phải con đâu, không phải con đâu sô-cô-la đó, con nghe nói không? Sô-cô-la. Có bằng... có bằng chứng đó mà nó đó mà nó bao nhiêu người dòm luôn đó mà nó còn đổ thừa cho thằng sô cô la đó. Đầu nó để xuống đi cô đen, mà cô đen nó thôi tao không có lấy đâu để trả đi, sao cái đó buồn gà cô đen cũng buồn gà cướp xuống vô đây sửa xe nè, vô sửa xe nữa hả? Nó nghỉ rồi đó, lấy không được rồi đó, sửa xe cái đó kìa. Anh có lấy cái đó anh phải gỡ xuống cái cho nó nha, cho con hả, gỡ cái đồ ốc ra đi cho nó bắn. Trời ơi, cái đồ ốc riêng mà nó kêu nó đưa lên cái đầu ốc ra đó, tao giấu cái đầu vít mà nó còn kia nó con có rồi nữa rồi nè. Cái nè, ừ chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xe đâu, xe đâu hả? Xe đâu,
Cha, cha đi bỏ con rồi. Con quậy quá cha bỏ rồi. Cha bỏ kìa. Chết rồi. Tao dí anh kia kìa. À, dí anh kia kìa, nó kêu dí anh kia kìa. Ơi. Có cái nhà mà có hai ông cỡ này thì thôi là thua rồi. Coi kìa ông chuột coi kìa. Đó. Chuột thấy chuột la thấy chuột nhảy không? Kìa cái kiếm ai bật pin nó chẳng bỏ tùm lum chẳng kìa cái kiếm mà hết pin đó. Bỏ liền. Thấy cha vừa bỏ cái máy là tóc chạy liền coi kìa. Đó. Anh chuột. Anh chuột đi ra đi. Anh chuột rồi nè. Đó. Còn đây dừng hai phan cho. Dừng hai phan kìa. Ông chạy. Đi ra đi. Đó. 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 Giờ ngồi sửa xe nè. Đi ra. Nè con đi ăn nè. Đó, đù bắn dữ ha. Coi gỡ kìa.